đến tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông bà thương sinh của cô dâu, ông Nguyễn Trung Thành và bà Lê Thị Bạch Lan. Không một lần nữa kính đề nghị toàn thể ông trường đối một tràng pháo tay để chúc tình suy dài họ thắm thiết bền vững và đưa đại hương trăm năm hạnh phúc. Xin mời quý vị. Kính quý vị, đó là những tình cảm mà quý vị đã mang đến chúc phúc cho đại hương và chúc mừng hai họ đón nhận được vô hiền dễ thảo. Ngay sau đây thì mình sẽ được các chồng kính mời thân xin của chú rể sẽ đại diện hai họ có đôi lời đáp từ đến hôn trường. Bà con thái họ, kính thưa các vị khách quý, hôm nay là ngày thành hôn của hai con chúng tôi, con Đàm và Tư Nguyên. Cho phép tôi thay mặt hai gia đình xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khách quý và bà con thái họ, lời chúc sức khỏe và lời cầu trân trọng nhất. Chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai con là giao hiền để tạo của hai gia đình. Kính thưa quý vị khách quý, sự hiện diện của quý vị khách quý và bà con thái họ là niềm vinh hạnh nhất cho gia đình chúng tôi. Quý vị đã dành tình cảm thân thương, thời gian quý báu của mình không quản ngại đường xa xa xôi, từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang, thành phố Buôn Ma Thuột đã đến chung vui và chúc phúc cho hai cháu. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến quý lãnh đạo của cơ quan của hai ba mẹ và hai con đang công tác, cảm ơn bà con hai họ, bạn bè thân thiết của hai gia đình và hai con chúng tôi đã đến, quý vị đã đến chung vui và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Kính thưa quý vị, còn 6 ngày nữa là hết năm cũ đã trôi qua, trước thềm năm mới năm 2017, thay mặt cho hai gia đình xin kính chúc gia đình quý vị khách quý và bà con hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất chân thành của vị đại diện hai bên gia đình. Vâng, thưa quý vị, niềm vui của gia đình chúng tôi đã được nhân đôi bởi sự hiện diện của quý vị đến tham dự chúc mừng. Trong công tác tổ chức sẽ không tránh khỏi những thiếu sót vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Mong rằng quý vị hãy lượng thứ. Và bây giờ chú rể của cô dâu sẽ thể hiện lòng biết ơn sinh thành của mình đến cha mẹ hai bên. Để
Phần còn lại sẽ là chương trình hát của giải pháp Trần Đăng Hương. Hẹn gặp lại quý vị những người ở trong chương trình giao lưu ca nhạc. Xin chân trọng cảm ơn.